Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2019, trung tâm rất vui và hân hạnh được đón tiếp anh Nguyễn Văn Nợi ở An Náo, Hải Phòng đã vào trong trung tâm tham khảo và mua sắm bộ dàn âm thanh. Trung tâm rất nhiều các loại dàn khủng, nhưng anh thích nhất bộ Kenwood 5i. Bây giờ trung tâm sẽ gói dàn cho anh để anh về An Náo, Hải Phòng. Mời anh ra ngoài uống nước để cho trung tâm đóng dàn. Đi, mua dàn với mẹ một chút. Bố mẹ vào đóng dàn đi. Độc. Ngoài bộ dàn đóng cho anh Nợi thì trong trung tâm còn rất nhiều các loại dàn âm thanh đủ các chủng loại để phục vụ quý khách, như bộ LS99 và Aiva Sansui và các bộ dàn Puller để các bạn quan sát, và các cái cục trầm để cho ghép vào loa Ken và các loại dàn khác. Bạn nào có nhu cầu sử dụng đến dàn âm thanh thì liên hệ với trung tâm theo số điện thoại 0982 760 098 hoặc là tìm về trung tâm điện tử Hiếu Thuấn Cầu Giàng, Ninh Giang, Hải Dương. Bạn nào có nhu cầu sử dụng cục đẩy và các cái van số và các cái lo khủng để hát karaoke thì cũng liên hệ về trung tâm theo số điện thoại 0982 760 098. Hỏi trước giá cho khách đi, không tí này. Anh hỏi trước đi, em chỉ gọi xe thôi. Anh hỏi đi, đây em gọi xe rồi, anh hỏi giá bao nhiêu từ đây ra rồi kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh mà chở cứ rẻ lần sau nhà em gọi cho. Ngày vài cuốc chở hàng cho khách. Em chẳng biết bao nhiêu, anh lấy bao nhiêu. Thật, khách người ta hỏi thì anh cứ trả lời đi. Ý là cậu phải, phải biết đi rồi. Anh cứ chẳng biết là gì. Là bao tiền?